Chị ơi, ở bên này bướm quá, em bắt bướm nha. Bắt được rồi. Ồ, chóng mất rồi. Em Minh, đâu, con bướm em bắt đâu rồi? Nó bay rồi. Nó xong mất rồi. Ôi, bắt bướm không được, nhưng mà em bị muỗi đốt rồi này. Cái khu này á, toàn cỏ thôi, thế nên là có rất là nhiều muỗi, còn muỗi nó đốt em luôn rồi. Chị xem cái mặt của em nào. Này, mặt của em mới ngủ dậy, chưa trang điểm gì đúng không? Đúng. Thế bây giờ đi về nhà chị trang điểm cho em nhé. Vâng. Xin chào mừng quý khách đã đến với cửa hàng trang điểm gội đầu nhuộm tóc nhà chúng tôi. Hôm nay nhà chúng tôi đã có một khách VIP rồi đó. Đây, tinh tinh. Đó là em Min Vi đó. Em Min Vi hôm nay muốn làm gì nào? Em Min Vi muốn làm gì hôm nay nhỉ? Tôi muốn là con chuột. Ờ, muốn con chuột làm gì? Con chuột vào đây làm gì vậy? Để trang điểm vứt tay. À, vậy là hôm nay em Minh Vi muốn trang điểm thành Wendy đó các bạn ơi. Vậy thì mình sẽ biến em Minh Vi thành Wendy luôn nhá. Thử xem là em Minh Vi có ra Wendy hay không nhá. Có bàn tay. À, có bàn tay nữa luôn á. Thế bây giờ em Minh Vi muốn làm gì chưa? Làm bàn tay gì? À, đây, bây giờ tôi sẽ làm bàn tay cho em Minh Vi đó, được chưa? Thế bây giờ đã sẵn sàng trang điểm chưa? Được. Đầu tiên tôi sẽ gội đầu cho bạn nhá. Vâng. Ai bây giờ đầu tiên tôi sẽ gội đầu cho em Minh Vi này. Đây. À đây, thì đây là trang điểm nha. Ok, gội đầu xong thì trang điểm. Đầu tiên là một chai dầu gội đầu. Nào quý khách ngồi yên một chỗ. Rồi quý khách nắm chuyện quá. Quý khách ngồi yên một chỗ nha. Đây bây giờ tôi sẽ gội đầu cho quý khách này. Đây. Đà gội đầu ở quán nhà tôi là vẫn để nguyên kiểu tóc nhá, không cần phải tã ra đâu nhá các bạn nhá. Vì gội đầu này gội đầu khô các bạn ạ. Ok rồi. Bạn ơi, nhà tôi. Ok, tôi sẽ gội đầu thật là nhẹ nhàng. Nhà tôi khách hàng là thượng đế, muốn gì được đấy, muốn đau có đau, muốn không đau cũng có đau luôn. Đau cả. Ok, tôi sẽ nhẹ nhàng thôi, tôi đùa ấy mà. Bạn thấy nào, nhà tôi á có thư giãn không? Nào, bọt tung tăng ở trên tóc của bạn rồi đấy. Bạn cảm nhận tôi gội đầu như thế nào? Có thích không? Thích à? Không sao, đấy là bọt đó. Bây giờ tôi sẽ dùng cái chiếc vòi hoa sen để tôi xả nước nha. Rồi, bấm công tắc đây. Ba trời ơi. Bạn im rồi, tôi bấm cái là bạn ướt hết đầu luôn á. Bạn im nào. Ok, đấy, bây giờ tôi sẽ phải xả như này này. Đó. Bây giờ những cái dầu gội nó sẽ phải trôi hết sạch đi. Để lại một mái tóc ống ả mịn màng luôn á. Bạn thấy thế nào? Mát không, mát không? Có mát. Có mát đúng không? Đây, mát rồi rượi luôn á. Ok, tắt nước. Rồi, bây giờ thì gội đầu xong rồi nha. Gội đầu xong thì đến công đoạn đó là phải sấy tóc nữa. Đây, tôi sẽ sử dụng tôi cái máy sấy. Tôi không muốn sấy tóc. Sao bạn lại không sấy tóc? Sấy tóc thì tóc là mới khô đúng không nào? Tôi muốn sấy tóc bánh vứt tay. À, sấy tóc thành quen. Đây, ok. Nào, bây giờ tôi sẽ bật máy sấy. Ôi, máy sấy nó hơi bị ngược rồi. Máy sấy tiện tay cầm ở bên này hơn này. Nhưng mà không sao, tôi sẽ cầm ngược lại. Đây, tôi sẽ bật máy nhá. Rồi, sấy tóc xong chưa nhỉ? Khô rồi các bạn ơi. À, bây giờ sẽ phải lấy lược, lấy cái lược nào. Ok, tôi sẽ để máy sấy ở đây. Tắt máy sấy đi. Giờ sẽ chải tóc này. Chải tóc thật là xinh. Tôi cái phía chiều bên này. Tôi tóc một tí ăn. Ok, xong tôi sẽ làm Wendy cho bạn. Ở phía bên này tôi không tiện lắm. Có lẽ là tôi sẽ phải chuyển sang phía bên kia cho thuận. Nào, mời bạn sang phía bên này. Thế này mới là đúng chiều của tôi này. Tôi quen tay phải, bên kia là tay trái, tôi không hợp. Nào, bạn để im để tôi chải tóc. Chải tóc bạn, tôi đang làm tóc cho bạn mà. Nào, bây giờ thì mình sẽ chải tóc cho bạn Minh Vi nha. Đây, các bạn nào. Mình sẽ phải sử dụng cái tông đơ này. Bạn làm tóc tôi rồi, đau quá. Khách này có vẻ hơi ăn vạ nha. Đây, bây giờ tôi sẽ sử dụng cái tông đơ này nha. Để tôi cắt tóc một chút nha. Đây, bạn trật tự, bạn muốn làm Wendy mà đúng không? Đây, để tôi cắt một chút đi. Cắt thì nó mới đẹp chứ. Đây, tôi sẽ phải lấy tay này, tôi mới thuận được tay. Yêu nào không là làm đôi tao nha. Ok rồi nha. Rồi, bà đã xinh gái hơn rồi đây. Bây giờ bắt đầu là sẽ sấy tóc lại một chút nào. Tóc môi. À, chưa đến trang điểm à. Bây giờ sẽ sấy tóc một chút. Sấy cho nó khô một chút nha. Wendy đây, quý khách thấy không? Quý khách thấy kiểu tóc này của đẹp không? Chưa à? Chưa hay rồi. Tóc. À, bẹn tóc vào á. Ui giời, không cần phải bẹn, để tóc này đẹp rồi. Hay là bây giờ tôi sẽ biến thành màu hồng cho quý khách nha. Chuẩn bị này. Đó, quý khách thấy thế nào? Bộ nào xinh hơn nhỉ? Tóc này màu hồng xinh hơn hay là tóc màu đen xinh hơn? Màu hồng xinh hơn. Hay là tóc cũ xinh hơn? Tóc cũ xinh hơn. À, tóc cũ xinh hơn. Thế thôi, bạn lại quay về lại tóc của bạn nhá.
Rồi, tinh tinh, giờ Vinh chưa? Tóc cũ có đuôi gà này. Này cô bé có mái tóc đuôi gà đúng không? Bây giờ thì tôi sẽ là chải đầu cho quý khách nha. Đây, bây giờ thì... Ồ, quý khách không nhuộm tóc à? À, quý khách không muốn nhuộm tóc thôi. Bây giờ thì sẽ đến bước trang điểm. Đầu tiên sẽ phải dưỡng da. Quý khách ngồi im để tôi trang điểm cho quý khách. Đây, tôi đã chuẩn bị một chiếc mặt nạ này. Bây giờ đeo lên trên quý khách này. Quý khách làm gì vậy? Để tôi massage cho nào. Tôi nhìn quý khách mà giống như người ngoài hành tinh ấy. Quý khách ơi, quý khách có hai con mắt trò ra rồi này. Ok, đó mà nạ xong rồi. Bây giờ tôi sẽ sử dụng hai cái laser chuột này để đắp mắt nha. Mắt quý khách cái kiểu thức đêm hơi bị nhiều lên hơi sâu. Quý khách ngồi im. Nào, quý khách ngồi im nào. Đây, được chưa? Ok, ok, rồi, ok. Thế là được rồi đấy. Tiếp tục là sẽ đến cái trang công đoạn đó là đánh phấn nền. Đây, đây là cái kem nền của chúng tôi này. Kem nền mà chưa dành riêng cho spa của chúng tôi luôn á. Chúng tôi tự chiết xuất luôn á. Nào, quý khách im nhá. Để tôi cho ít kem nền vào nào. Tôi có cái chổi này, bây giờ mình sẽ quét quét qua. Nào, quý khách im nào. Trang điểm phải như này mới xinh được này. Quý khách đã thấy đẹp hơn chưa? Xinh xinh hơn rồi đúng không? Bây giờ thì mình sẽ lấy mascara này để mình chốt mi nha. Chốt mi thật là xinh xắn này. Đó, quý khách tối nay muốn đi chơi đâu vậy? Ở vui chơi. Đi khu vui chơi mà phải trang điểm đẹp như vậy hả? Tôi phục quý khách rồi đấy. Bây giờ thì mình sẽ là đánh phấn mắt nha. Đây là cái bảng phấn mắt này. Đây, bây giờ mình sẽ lấy cái màu... Mắt màu gì hả quý khách ơi? Màu xanh ra trời nha. Ui. Màu gì? Màu xanh lá cây nha. Thế thì màu xanh hả? Màu đen. Mắt màu đen hả? Ok ok, mình sẽ lấy cái màu đen này mình đánh cho cái khách này nha. Đây là khách yêu cầu đánh màu đen nha. Chuẩn bị thành mắt gấu trúc nha. Đây này, màu đen nữa này. Bên này. Dính chưa? Kẻ chút mày nữa này. Đó, bên này mày nữa này. Ok, rất là xinh luôn. Đây. Bây giờ sẽ là đánh phấn má nha. Phấn má màu cam không quý khách? Không. Màu hồng? Không. Màu vàng nhạt? Không. Ba màu này quý khách chọn màu nào? Màu hồng nhá. Vâng. Màu hồng. Phấn mắt. Ok, đây là phấn má. Mình sẽ lấy ít màu hồng này. Đây, đánh đây. Đó. Tiếp tục nào. Bên này nữa. Đánh bên phía này. Xinh chưa? Xinh rồi đúng không? Để đây. Bây giờ quý khách còn thiếu gì không? Quý khách còn thiếu gì? Son môi. À đúng rồi. Bây giờ thì mình sẽ phải sử dụng son môi. Teng teng. Một cái son môi trái tim màu đỏ nha. Tôi đi son môi trái tim. Ok, quý khách in nào. Hà hứng nào. Quý khách đừng ăn son của tôi nha. Quý khách đừng ăn son của tôi nhớ chưa? Bên này nữa. Môi trên, môi dưới. Ok, vậy là hôm nay tôi đã trang điểm cho quý khách xong. Vì cái chỗ này lại rối rồi. Tôi sẽ phải sử dụng cái chiếc máy là này. Tôi là lại cái tóc cho đẹp nào. Nào quý khách, sẽ tự nào. Được rồi quý khách ơi. Vậy là hôm nay tôi đã gội đầu cho quý khách này. Trang điểm cho quý khách. Bây giờ quý khách đã thấy xinh hơn chưa? Tôi thấy xinh rồi đây. Ok, thì bây giờ cho tôi xin tiền nào. Tiền này hả? Tiền này đâu phải là tiền đâu. Tôi không có chịu đâu nha, quý khách nha. Tôi không có tiền. Hả? Tôi bảo tôi gội đầu cho, bây giờ trang điểm cho, bây giờ không có tiền. Ê, quý khách đừng ai.